Thưa quý khán giả, thì hôm nay mình có dịp quay một cái hệ thống xử lý nước hồ nuôi cá của một anh thanh niên á các bạn. Đây là trên mạng người ta gọi là lọc lắng đó các bạn. Đây, chúng ta có thể coi cận cảnh xem cái hệ thống xử lý nước là nó rất là bài bản nha các bạn. Em có thể nói giới thiệu sơ lược vậy nè. Vì anh này, cái này là trên mạng á, người ta gọi là lọc lắng. Ở đây là em làm hai cái thùng lọc, thường là cái thùng lọc càng nhiều để lọc càng hiệu quả. Thì một cái máy bơm là đặt ở dưới hồ để bơm nước vào trong cái thùng lắng. Đó, trong cái thùng lắng này là có cái bông lọc, là nước có chảy từ dưới lên thì cái cặn phân rồi nó sẽ nằm ở dưới. Sau rồi nước chảy qua sẽ chảy qua một cái thùng này nữa. Thùng này là em để đá lọc, đá da thật trắng với sứ lọc là để nuôi vi sinh, xong rồi nước chảy trở lại hồ. Còn ở những cái đáy thùng này là để một cái van á, cái van là để mình xả cái cặn ra. Các bạn ơi, thì theo giới thiệu của anh thì nước chúng ta có thể là lọc qua cái bộ phận xử lý này nghe các bạn. Đây là tất cả đều do anh học hỏi từ trên mạng và thực hiện đó các bạn. Thấy là nó cũng rất là bài bản và rất là hay và rất là ý nghĩa đó các bạn. Rất tốt, nước nó chảy ra là rất là trong nha các bạn. Và nó có một cái bộ phận là sẽ hút cái nước cặn lên các bạn. Hút nước cặn lên thì nó lọc, nó xử lý xong rồi nó sẽ qua cái bộ phận. Là ở đây là anh thiết kế là hai cái thùng B nha các bạn. Và ống này là ống 27. Rồi các bạn thấy rằng đó, với quá trình thiết kế như thế thì các bạn thấy rằng là nước nó chảy ra nó rất là trong nè các bạn. Nước rất là trong luôn. Đây, từ một cái nước cặn ha. Và nó hút lên xong rồi qua cái xử lý. Nói chung cái này đâu có tốn tiền bao nhiêu không? Dạ, cái này cũng vài trăm đó anh. Cái này cũng tốn vài trăm ngàn các bạn, nhưng mà dạ, nó xài rất là bền các bạn. Tại xài nó rất là bền. Này nó đi phân rất là nhiều nên xài phải xài kiểu này, xài nó mới nước nó mới trong được. Còn mà xài dạng lọc mà như hồ kiến thì nó không có ăn thua. Rồi. Các bạn xem sơ qua thì các bạn có thể thiết kế được các bạn. Đây. Một cái bộ phận là hút cặn lên cái thùng. Và xong rồi qua cái thùng này qua cái bộ phận xử lý. Là lọc từ cái nước cặn này nó sẽ chảy qua cái thùng thấp hơn nữa, thấp hơn nó, và cũng qua cái bộ phận xử lý. Đó là cái này là gì? Trong đó cái là đá lọc. Đá lọc. Lọc với nham thạch trắng. Xuống đá lọc với nham thạch trắng. Xong rồi thì nó lọc ra nước rất là trong nha các bạn. Rồi các bạn xem nó rất là hay nha các bạn. Chúng ta có thể tham khảo thêm để chúng ta làm. Cái thùng lọc này nó càng nhiều thì nó càng hiệu quả hơn. À. Còn cái bơm này là em xài cái bơm mà DC 12V là để nó an toàn. Cái bơm này cho dù nó có gò điện nó cũng không giật nữa. Cái thứ hai là nó tự ngắt khi mà hết nước. Giờ em để gì đó, nếu mà nó có bơm có tràn mà hút nước ra hết đó, thì cũng không chết cá. Tại vì khi tới cái giai đoạn nhất định là hết nước thì nó sẽ tự ngắt. Rồi em chừa một kê lên một khoảng Nếu mà có bơm tràn ra hết nước thì cũng còn mới nước ở dưới đó, rồi. Không bị chết cá. Hiểu không? Các bạn thấy rằng là thông qua những cái lời chia sẻ của anh thì cái máy bơm này nó chỉ có 12V thôi các bạn. Mình cẩn thận hơn trong quá trình sự cố về điện nha các bạn. 12V thì nó cũng không gây ảnh hưởng gì tới con người nhiều nha các bạn. Đây, các bạn xem. Nhưng mà nó có rất là ý nghĩa các bạn. Và máy này nó tự ngắt khi mà nước đầy. Dạ. Nước, nó sẽ, nước cạn. Nước cạn. Bơm nó không có nước thì nó sẽ tự ngắt. Không có nước có nghĩa là nó chừa lại một phần nước ở dưới đáy để không bị chết cá nha các bạn. Rồi. Nó không bị cháy nữa, như bơm bình thường, bơm mà hết nước mà cứ bơm hoài đối với bơm chìm nó sẽ hơi nó nóng rồi nó cháy. Rồi, ok. Rồi nếu các bạn thấy hay thì các bạn xem và các bạn chia sẻ giúp mình các bạn.